Hello, cửa hàng xe máy Thanh Đoàn xin kính chào tất cả quý anh chị em, cô dì, chú bác cần xa. Lời đầu tiên xin gửi lời chúc tất cả quý anh chị em, cô dì, chú bác cần xa luôn dồi dào sức khỏe, bình an và luôn hạnh phúc. Và mọi người ơi, cũng như mọi hôm, hôm nay là mùng 10 tháng 6 2020, cửa hàng xe máy Thanh Đoàn về một số dòng xe. Em xin phép được review tất cả những dòng xe hôm nay với về cho quý anh chị em các bạn được xem và tham khảo. Và ngoài những chiếc xe mới về ngày hôm nay, xe máy Thanh Đoàn còn nhiều rất nhiều chiếc xe đang có mặt tại cửa hàng xe máy Thanh Đoàn để cho quý anh chị em bạn bè gần xa lựa chọn. Nên là mọi người nhanh tay ủng hộ em với nhá. Và trước khi thì em review xe thì em xin phép được nói lại địa chỉ của cửa hàng xe máy Thanh Đoàn của em ạ. Địa chỉ cửa hàng xe máy Thanh Đoàn nằm số 465 đường Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Và hai đầu số điện thoại của em là 0906308911 và 0967424911. Anh chị em bạn bè đang quan tâm dòng xe máy cũ nào, nhanh tay xuống cửa hàng xe máy Thanh Đoàn ủng hộ em. Bên em có thủ tục hỗ trợ trả góp qua hai ngân hàng FE và rắc. Mọi thông tin mọi người liên hệ trực tiếp để được tư vấn kỹ hơn. Và bây giờ không để quý anh chị em và các bạn chờ lâu, em bắt tay vào quay xe nha mọi người. Cậu ơi, đây này, một loạt đây này. Đây mọi người cùng theo chân em nhé. Bây giờ thì thời tiết hôm nay thì bắt đầu là mưa rồi, nên là hơi bị tối màu một tí, mong quý anh chị em và các bạn thông cảm giùm em với nhá. Và đầu tiên thì em sẽ review một chiếc xe cọp trước đi. Đầu tiên là một chiếc AB cực kỳ đẹp luôn. Xe này là khách vừa sơn lại nguyên con, dọn lại đẹp như mới. Ủa, cái này tem zin mà, không phải dọn lại đâu, để em kiểm tra nào. Con này, à cái này là zin đeo xe này. Nói chung là có giảm tuốt đôi tí thôi, nhưng mà giờ thì nó đẹp lắm mọi người này. Nước sơn này bây giờ thì quá đẹp luôn rồi. Nói chung là mình mua những chiếc xe mà khách đã làm đẹp rồi thì mình về thì việc là đi. Bữa hôm em có một chiếc bên bánh 2 Vũng Tàu cũng cực kỳ đẹp, thì em đã bán về ở ngoài Phú Yên rồi. Thì con xe này cũng khác với cái con bên bánh 2 bữa hôm. Ai đang bữa hôm hỏi thì nhanh tay ủng hộ em này. Nước sơn zin theo xe cực kỳ đẹp luôn nhá. Cái yên cũng cực kỳ đẹp này, cáng vừa sơn lại này. Cậu Hoài ơi, biển số 61D106862, một chiếc AB đầu bò cực kỳ đẹp. Toàn bộ xe đang sơn lại đẹp như xe mới. Con ẹc này bán rồi này. Đây con Novo 4 bán rồi, sao đưa ra làm gì đây? Novo 4 bán rồi. Một chiếc xe quá đẹp luôn anh chị em và các bạn. Đây này, phù hợp việc là đã sơn lại hết trơn rồi. Sơn đẹp thì về mình đỡ sơn thôi. Nhiều khách cũng khó tính là báo xe dọn lại không mua. Nhưng mà với trường hợp là dọn lại máy thì mình không nên mua. Chứ nếu khách người ta dọn lại nước sơn đồ đẹp hết thì mình cũng khoái mà. Nhìn nó đẹp, đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Nhìn nó cực kỳ chất. Con xe này thì ngày hôm nay em sẽ bán với giá là 14.500.000 đồng. Rất đẹp, rất êm luôn. Xe vừa đổi con Novo 5 của nhà em xong nha mọi người. Giá bán 14.500.000 đồng. Anh chị em bạn bè sở hữu một chiếc AB đầu bò, xe đã trơn lại nguyên con, bây giờ đẹp như xe mới. Tem vẫn zin theo xe nha mọi người, không một vết tày trước. Và bây giờ thì em sẽ đề thử máy cho mọi người cùng xem. Máy em ru, còi xi nhan đầy đủ. Thực ra mà nói thì nếu mình mua được những cái xe này là mình đỡ được bao nhiêu là tiền. Những khách hàng mua về mà dọn lại, nếu sơn lại nguyên con này là cũng cả 1,5 triệu. Nếu mà chỗ uy tín là phải 2 triệu mới có một được cái nước sơn đẹp và zin thế này nhá. Đấy, xe máy Thanh Đoàn có sao nói vậy. Xe nào dọn đẹp rồi thì em nói dọn đẹp. Xe nào tày trước ở đâu thì em nói tày trước. Nên quý anh chị em bạn bè gần xa cứ yên tâm và ủng hộ cửa hàng em nhá. Và hôm nay mặc dù là trời mưa gió nhưng xe máy Thanh Đoàn đã chốt được 18 chiếc xe. Xin gửi lời cảm ơn rất nhiều tới tất cả quý anh chị em bạn bè đã luôn đồng hành và ủng hộ xe máy Thanh Đoàn nhá. Đây ạ, một chiếc xe quá đẹp luôn ạ. Bây giờ em để kiểm tra là trong cái yên đồ nó có bị rách hay gì không. Đợt này thì bắt đầu trời mùa mưa thì cái ánh sáng em quay không được nét. Mong anh chị em và các bạn xem thì cũng thông cảm giúp em với nhá. Yên ok, không có rách nát chỗ nào hết nha mọi người. Và tiếp tục đây là một chiếc Jupiter biến bay 3N94238. Jupiter này thì dàn ngoài có tay trước và máy thì cực kỳ chất luôn. Em ru mọi người ạ, mà giá thì 7.800.000 đồng là có chiếc một chiếc Juve để ru MX để đi rồi nha.
xe này thì máy có làm rồi nha mọi người, nhưng chưa bị luộc đồ, chưa bị lai cái đồ gì hết. Giá bán 7.800.000 đồng. Anh chị em bạn bè quan tâm nhanh tay chốt đơn. Đấy, nói chung là dàn chân đồ cũng sáng và đẹp. Giá bán 7.800.000 đồng, máy móc nối em ru luôn. Đèn còi chi nhan hoạt động tốt nha mọi người. Đó, chi nhan còn cực kỳ tốt luôn. Và bây giờ thì em sẽ mở khóa yên cho em là cái xe này nó còn ok không nhá. Đây. Ôi nó rơi luôn. Không biết, tự nhiên rung tay rung chân, đói bụng rung tay rung chân. Sáng giờ làm việc cật lực quá mà. Đây. Wow, cốp còn kỳ đẹp nha. Đây. Rồi, quá đẹp luôn. Giá bán 7.800.000 đồng nha. Đẹp so với cái giá tiền rẻ chứ phải là đẹp. Cái này không phải là cọp đâu nhá. Nói chung mình mua đi làm đều ok hết, không được đẹp xuất sắc. Dàn ngoài có trầy trước đôi tí, nhưng mà nói chung là 50%, 70% là còn ok hết nha mọi người. Và bây giờ tiếp tục là một chiếc siêu rớt siêu cọp. Em về chừng nào là bán chừng đó, không đủ hàng để bán những cái chiếc xe cọp thế này. Còn đầy đủ hai gương và hai chìa khóa. Trên này còn full. Móc em ru luôn nha mọi người. Quá đẹp luôn, óc tán này. Mới tinh luôn nhá. Hôm qua là về một chiếc lên bán rồi, hôm nay là mới về tiếp một con nữa này. Đây đầu nồi này. Tin đét luôn, tem tin theo xe nhá. Hôm nay có chiếc siêu rớt FI mà có hai bác đều muốn mua. Nhưng mà có một bác trai ở thành phố là vẫn quyết định nhường cho bác ở tận Bình Định xuống mua đấy mọi người. Đây lốc máy tin đét nhá. Xe này thì không phải nói về độ đẹp luôn rồi. Nó ngang ngửa con hôm qua. 61G162719. Xe này là chính chủ ký giấy sang tên một nốt nhạc luôn. Đó, ai yêu thương em Charlie này thì nhanh tay ủng hộ em này. Máy chạy sướng lắm. Không bán được lên để em đi chợ đồ thích lắm. Êm nhẹ nhàng 8.500.000 đồng. Đây còn con Sirius đây này. Đó. Xe này thì không cần phải nói nhiều, mọi người nhìn qua là cũng biết được độ đẹp của nó rồi nha. Giá bán 13.500.000 nhá. 13.500.000 cho một chiếc Sirius siêu đẹp. Bên 61 chính chủ ký giấy luôn. Đây còn có hai gương, còn có hai chìa khóa rin theo xe này. Đây gương rin em bỏ vào cốp luôn này nhá. Đây em sợ trường hợp là bỏ lên quay để mọi người này lấy bán mất, mọi người vào mua xe này lấy mất, nên là bây giờ em giấu trong này luôn này. Mọi người là bí mật nhá, đừng có nói là xe máy thanh đoàn giấu xe trong giấu xe gương trong cốp nhá. Ý là tại vì đôi khi ấy, tránh trường hợp mà em quay thì hai gương, nhưng mà đến khi đi gửi lại mất gương ở đâu. Lại mọi người là sợ, mọi người là nghĩ xấu là xe máy thanh đoàn người ta đặt cọc rồi mà còn luộc cái gương nữa, nên là mất thay nha mọi người. Nên bữa nay là rút kinh nghiệm, em bỏ trong cốp là thôi, là không ai biết hết. Giá bán 13.500.000 đồng một Sirius. Cái này là đời 2019 luôn nha mọi người. Đời 2019, xe thì như xe mới rồi. Không, đây là một chiếc Suzuki Drive Hayate này. Cái này thì em đã quay một lần rồi đây. Em quay lại cho mọi người cùng xem. Giá bán 6.500.000 đồng nhá. Em ru luôn. Cái này là hơi yếu bình một tí nhá. Đó, yếu bình tí. Tí là lát này thì em sẽ bình lên nhá. Biển số 66B120539. 6.500.000 đồng. Đây. Ông cả việc đang nằm trong nhà tôi đi rồi. Và tiếp tục đây là một chiếc con này là Click nha. Đây Click này là siêu phẩm luôn mọi người này. Click này đẹp lắm nhá. Hôm qua là hai vợ chồng anh bạn là xuống đối một con xe Janus 1000 cây, lấy đối con này, lấy con Janus 1000 cây đây. Bây giờ thì đó. Mọi người đừng nghĩ rằng nhiều khi báo ở xe cũ chắc là xe không ngon người ta mới bán lại. Thực ra nhiều người ta có tiền người ta đối xe đẹp hơn. Nhiều người lại ngược lại tốn tiền nên phải bán, nên là hầu như 99% là xe cũ là đều xe tốt nhá. Còn 1% lại thì đúng là một số xe nó chạy không được người ta mới bán. 61N67951. Nên là quý khách hàng cứ vô tư thoải mái lựa chọn thoải mái, chạy thứ test thứ trước khi lấy hàng nhá. Và ví dụ như anh chị em bạn bè trong vòng một tuần không ưng thì cứ ra đổi con khác. Và lưu ý giúp em là đổi giùm em một con thôi ạ. Còn nếu quý anh chị em bạn bè trong tuần mà đổi một đến hai chiếc thứ hai, thứ ba thì phải vui lòng chịu lỗi cho em từ 500 đến 1 triệu đồng nhá. Cái này là cái nguyên tắc làm việc bên em. Nói lòng trước được lòng sau ha. Đấy, đây, phuộc đồ còn đẹp nhá. Xe này thì nó có trầy một tí đây này. Cái trầy cái tí này thì em sẽ làm lại được hết cho mọi người nhá. Cái này là cũng có nghiêng ngả đâu một tí.
Đây này, em phải bao làm hết cho mọi người. Còn nước sơn zin của nó này cực chất luôn. Đây, đẹp lắm mọi người, màu trắng này. Đây, nó đẹp nha, mâm việc nó cũng đẹp nữa. Và con xe này thì em bán giá hữu nghị cho quý anh chị em các bạn gần xa với giá 8.500.000 đồng. Quý anh chị em bạn bè sở hữu một chiếc Click màu trắng cực kỳ đẹp, có tay nhẹ một tí xíu, em thể bao giảm tốt cho mọi người. Nên là quý anh chị em bạn bè cứ yên tâm nhá. Nói chung nhận được xe là đẹp như xe mới luôn. Em nói thật với các quý anh chị em các bạn, có nhiều khi khách đã chốt xe nhưng mà em thấy nó trầy trước đôi tí, em vẫn hẹn bác ơi, bác chịu khó chờ 1-2 hôm để em tuốt lại đẹp đẹp một tí ạ. Thì sau đó thì em mới gửi xe cho khách, chứ không phải là em nhận tiền là hết trách nhiệm luôn. Và đây tiếp tục là một chiếc Yamaha siêu cọp mọi người, 18.000 cây, đẹp lắm luôn. Đây, cặp gương cũng cực kỳ đẹp luôn, chiếc xe như xe mới luôn. Đây, quay kỹ cho mọi người cùng xem nhé. Bây giờ thời tiết bắt đầu là hơi tối rồi, thời tiết bắt đầu chuẩn bị mưa nên là nó ánh sáng nó không đủ nét, anh chị em bạn bè xem không có rõ được thì mong mọi người thông cảm giúp em. Mọi người ơi, xem được clip của em nhớ luôn like và chia sẻ giúp em để ủng hộ em với nhá. Đặc biệt là bấm đăng ký cho em với ạ. Hiện tại thì kênh của em là đạt mốc gần 16.000 người xem. Nói chung là đã cố gắng và đặc biệt là tất cả là nhờ anh chị em bạn bè thương tình mới có được cái cột mốc đáng quan trọng như vậy ạ. Đây là một chiếc siêu Rios đời cuối 2018 và che chạy đúng 18.000 km, đánh mâm thằng đĩa biển số 19E1 27537 và giá bán đúng 13.500.000 đồng, không đâu rẻ hơn xe máy Thanh Đoàn. Một chiếc xe quá cọp quá đẹp luôn. Đây, hình ảnh sắc nét nhá, quay từng cm để quý anh chị em bạn bè tự soi và tự đánh giá xe. Xe nhược điểm ở chỗ nào cứ trừ tiền cho em chỗ đấy ạ. Đây ạ, đĩa này còn mới chắc luôn, giá bán để quý anh chị em các bạn 13.500.000 đồng. Và tiếp tục, đây là một chiếc siêu Rios RC này. Đây, quá đẹp luôn này, màu đỏ đen, biển số 37M1 58914 này. Đây, bây giờ em sẽ thử đề máy cho mọi người nghe nha. Cái này là yếu bình rồi, em sẽ đạp thử đề cho mọi người xem. Yếu bình thôi. Máy móc em ru thì tầm như xe điện nhá. Một chiếc siêu Rios RC đời 2013-14 gì đấy. Tại vì vừa lấy về em cũng chưa xem. Lóc máy trên đét luôn, em quay kỹ cho mọi người xem. Máy móc thì tầm như xe điện luôn. Cặp phuộc đang được bọc inox. Nhiều anh chị em bạn bè mua xe không có rành bảo cái này, ô cái này nó luộc rồi. Không có nha, cái này người ta bọc vào thêm cho nó đỡ rét rí và cho đẹp thôi. Phuộc zin của nó trong còn, cái này chỉ cái bao ngoài thôi. Nên mọi người đừng có lầm tưởng là xe bị luộc đồ nhá. Dàn chân đồ còn đẹp này. Đây, đây, quá đẹp luôn. Màu đỏ đen, máy em ru luôn, đề chi nhan còi hoạt động tốt. Và em bán con này với giá 10.500.000 đồng. Ai yêu thích nhanh tay chốt đơn cho em một chiếc siêu Rios đời 2013, giá bán 10.500.000 đồng. Và mọi người lưu ý giúp em với những cái xe em báo giá đây, 99% là em báo sát giá không bớt được, nên mong quý anh chị em các bạn thông cảm giúp em với nhá. Và đây, ai là fan hâm mộ của những chiếc Vespa đây, FI full trang điện tử, ngày trưa mua mới 50 triệu. Hôm nay xe máy Thanh Đoàn bán con Vespa này với giá 14.500.000 đồng. Quý anh chị em bạn bè nào yêu thích nhanh tay chốt đơn cho em với ạ. Một chiếc Vespa quá đẹp. Và nhân đây thì em cũng có một đôi lời tâm sự luôn. Nếu quý anh chị em bạn bè ưng xe nào thì nhanh tay đặt cọc giúp em với nhá. Ở xa đặc biệt các tỉnh miền Tây là em hỗ trợ ship toàn quốc luôn. Nhưng tỉnh miền Tây chỉ cần đặt cọc trước 1-2 triệu em để ship xe về tận nhà. Còn đối với miền Bắc, miền Trung, Trung thì vui lòng chuyển khoản đủ em mới với gửi xe. Còn nếu quý anh chị em bạn bè đang ở xa thì vui lòng trước khi đi alo cho em điện thoại một phát. Alo chị Hiền ơi, xe còn không để em xuống. Thì mọi người alo rồi thì em phải giữ xe nhá. Để tránh trường hợp hôm nay có nhiều bác từ tận Bình Phước, Long An 2-3 khách xuống đây nhưng mà em đã bán xe thì không mua được cái xe như ý thì cũng hơi buồn tí. Nên là mọi người ơi vui lòng nhắn tin hoặc gọi. Nhắn tin thì em không trả lời kịp, mong mọi người thông cảm. Tại vì giờ khách số lượng đông quá, nhưng mà mọi người cho em một cuộc điện thoại báo trước là bây giờ còn 2 tiếng 3 tiếng khách xuống. Thì dù ở trên này người ta trả giá hơn em cũng không bán, em phải chờ cho khách xuống đã nhá. Để tránh trường hợp mọi người ở xa đi không mua được xe thì cũng tội nghiệp lắm. Hôm nay em đã chứng kiến một vài bác như vậy, cảm thấy nó cũng trời thì mưa gió cũng tội nghiệp. Đây nha,
Cậu ơi đề thử con này đi. Con vết ba này không biết có gì mà thấy toàn dán toàn bướm là bướm thôi. Đây, lóc máy còn đi test luôn nhá. Đây. Mà cái này là dơ nha mọi người. Dơ nhá. Cái vết ba này. Điên đồ là còn mới luôn. Cái này là FI luôn rồi nhá. Đó, mua mới 5-60 triệu. Hôm nay bán giá 14 năm. Tội gì không mua một chiếc mà đi để trải nghiệm mà mọi người. 38D101468. Để trong cuộc đời mình tự hào rằng ôi rồi vết 3-70 triệu tôi cũng là đi qua rồi. Người ta đâu biết là mình mua đi xe mới xe cũ đâu đúng không? Ngày xưa người ta bỏ một đống tiền mua xe mới. Hôm nay bây giờ ngày xưa mình chưa đủ tiền mua, bữa nay 14 triệu rưỡi thì mình cứ thử đi để biết à. Cái con vết 3 ngày xưa 5-70 triệu để nó đi nó thế nào nhá. Tiếp tục là một chiếc AB 8,5 triệu để máy lên cọc. Con này thì máy đã làm rồi, đang dán trùng nguyên con đây này. Dán trùng nhá, màu đen đúng màu luôn. Máy thì cực kỳ êm. Nói chung giá thì rẻ mà 8,500,000 đồng một chiếc AB của Honda đi là cũng hợp lý lắm rồi. Biển số 52S49074, AB đời 2008 với giá 8,500,000 đồng. Anh chị em bạn bè nào thích thì nhanh tay chốt đơn dùng em với nhá. Vừa rẻ vừa đẹp vừa sang đây ạ. Đủ kiểu đúng màu luôn anh chị em bạn bè tha hồ lựa chọn. Quá xuất sắc, 8,500,000 đồng. Và mua xe tặng bảo hiểm xe, cho chạy thử test thử trước 1 tuần. Nếu không ưng ra đổi chiếc xe khác nha mọi người. Có con bảy ba này được sao không quay à? Anh Đoàn ơi, con bảy ba này bán rồi à? Hả? Không con này, con logo này này, cậu đưa ra luôn đi. Đây tiếp tục là một chiếc AB. AB này là hôm nay em vừa đuổi con phụ trợ hôm qua em đăng á mọi người. Và con này là toàn bộ xe đang dán keo em chưa lột luôn. Toàn bộ dán keo chưa lột luôn này. Lột dán keo nguyên con đây này, keo còn đây này, keo còn chính đây này. Chưa lột keo luôn nha mọi người. Một chiếc xe quá đẹp luôn, AB đầu bò dính nguyên con và chưa lột keo đây này. Máy cực kỳ em luôn. Mọi người mua thì em để bao lột keo đẹp cho mọi người nhá. Con xe